Xin mến chào tất cả các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video của bác nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu tới các bác một combo cấu hình karaoke. Thì combo này thì rất đơn giản và chưa bao gồm loa các bác nhé. Nó gồm có hai thiết bị như trước mắt các bác cũng đã thấy. Nó gồm chiếc vang DBX DSP990 Plus và một cục đẩy Martin MA600. Đấy, thì combo cấu hình này nó rất rẻ rồi. Một con van và một cục đẩy, hiện tại combo này là 5.500.000 đồng các bác nhé. 5.500.000 đồng. Với giá này thì các bác có thể suy nghĩ và từ bỏ mua những chiếc âm ly. Đấy, những chiếc âm ly các bác hãy quên đi những chiếc âm ly đi. Bởi vì con van này có echo rất hay, như các bác đã nghe đây. Đấy, cục đẩy thì công suất khỏe. Đấy, trông thú dít thì cổ con van rất tốt các bác nhé. Đấy, thì xin giới thiệu cho các bác một combo cấu hình karaoke. Hiện tại đang nói trực tiếp nói vào một chiếc micro có dây và trực tiếp nói trên chiếc vang anh em nhé. Đấy, thì trực tiếp hát trên chiếc vang này thì anh em có thể thấy đang sử dụng ghép nối với một đôi loa bass 30. Đấy, đôi loa bass 30 JBL KP4012 từ thượng chiếc nghe để cho anh em có thể thấy. Đấy, rất là chất liệu anh em nhé. Một con vang cơ chống thú dít cực tốt, một cục đặt Martin MA600 với 600W trên một kênh, chạy mạch class H cho anh em, 32 sọ mạch class H. Đấy, với những cấu hình này thì các bác có thể tham khảo và có thể từ bỏ một chiếc âm ly. Đấy, cục đặt công suất khỏe của con vang H hay. Đấy, tiếng echo rất là mềm mượt, chống dít cực tốt các bác nhé. Đấy, đi sâu vào trong những con vang này, các bác có thể nhìn thấy mặt đằng trước của nó sẽ có hai cổng cắm mic mặt đằng trước, có vôn của cổng 1, cổng 2 và vôn của 3, có các giải tần equalizer chia nhỏ của phần mic các bác nhé. Mic EQ nó sẽ chia nhỏ ra thành các giải tần 120, 600, 1K, 2,5K, 4,3K và 6,3K. Và đặc biệt con này các bác có thể nhìn thấy nó có delay cho hai kênh các bác nhé. Thường các dòng vang khác thì nó chỉ có delay chung thôi, nhưng con này nó sẽ chia nhỏ ra delay cho hai kênh LR khác nhau các bác nhé. Delay cho hai kênh, có repeat, có volume limit của mic. Đấy, có bass min check của phần nhạc và có ba cái chiết áp, đó là echo volume tổng này, mic volume tổng và music volume tổng. Đặc biệt con này các bác có thể nhìn thấy nó sử dụng dual chip của Japan, nó là hai chip của Japan các bác nhé. Có chống hú FBX, có exciter lưng tiếng, có hai NFI. Và con này có cổng quang và Bluetooth các bác nhé. Có dâu anten Bluetooth nhưng các bác có thể nhìn thấy. Có cổng quang, có Bluetooth. Đấy, có hai chip echo, có exciter lưng tiếng. Rất nhiều các cái chế độ và rất nhiều công nghệ. Mà con vang này nó hơn những con âm ly rất nhiều. Đấy, bộ dàn cấu hình này rất đơn giản thôi. Nó gồm hai thiết bị mà đáng để anh em phải thay thế chiếc âm ly gia đình nhà mình. Đấy. Tiếp theo là cục đẩy Martin MA600 với 600W trên một kênh và chạy mạch class H, 32 sò, 600W trên một kênh và chạy mạch class H. Đấy, tất cả các sản phẩm này bên em bán ra sẽ đều được tặng dây rắc bằng carbon xịn kết nối các bác nhé. Và sẽ được bảo hành 12 tháng. Đấy, được bảo hành 12 tháng. Đấy, thì hôm nay xin giới thiệu tới các bác một combo này. Một combo này thì các bác như lúc đầu các bác cũng đang nghe đấy. Em có nói thử trên chiếc vang này, tiếng echo của nó cực kỳ là hay và cực kỳ là mềm mượt các bác nhé. Đấy, thì chỉ với 5.500.000 đồng thôi, các bác đã được một combo có thể thay thế chiếc âm ly rõ rệt luôn các bác nhé. Hay hơn rất nhiều, có cổng quang Bluetooth, exciter lưng tiếng, có chống hú, có hai chip của Japan, quá nhiều cái để hơn những chiếc âm ly các bác có thể lựa chọn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em. Chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video lần sau ạ.